lệ 3 mà rồi chẳng không? Máy lệ 3. Xin chào bác. Chuẩn bị đến cái phần thi của bò Chao Lai rồi. Thì đây là những cái dòng bò tơ đó, của dòng Chao Lai. Thì cái dòng Chao Lai này mình đã phân tích với các bác rất nhiều trên kênh của mình rồi. Những cái dòng này ở Thái này thì người ta chủ yếu đó là nhập từ bên Pháp về. Đó. Chao Lai thì cái trọng lượng mọi thứ nó rất là to. Thì dòng bò này nó có đặc điểm như thế nào? Các bác có thể thấy là ở Việt Nam thì bò Chao Lai cũng có thể lai với lại những dòng khác và nó có rất nhiều màu. Nhưng mà đối với bên Thái này thì Chao Lai chủ yếu là màu trắng như thế này. Chủ yếu màu trắng. Và con đực có thể là trọng lượng rơi tầm khoảng từ 8 tạ đến khoảng 1 tấn 1. Còn con cái phải rơi tầm khoảng từ 500 đến khoảng 600-700 cân là chuẩn bình thường. Đó. Giả sử như những con này thì cũng phải rơi tầm khoảng 600 cân. Thể hình thể trạng nó rất là to. Thể hình thể trạng rất là to. Đây các bác này, đây là cái cặp mẹ con. Đó, cặp mẹ con. Đấy. Nhiều bác bảo là nó béo như vậy thì nó có đẻ được không? Vì đấy. Đây là cặp mẹ con này, đây là con mẹ và đây là con con. Đẹp chưa? Rất là tuyệt vời. Đó, đấy. Đẹp chưa? Đấy. Nhìn sướng chưa? Quá đẹp luôn. Quá tuyệt vời luôn. Con mẹ này đẻ ra con đực. Con này thì con đực này. Đẹp. Quá đẹp luôn. Và mình phân tích lại với bác là đối với lại ở Thái này thì thường thường người ta nuôi những cái dòng bò kem Pháp này. Tức là những dòng Chao Lai này ở miền Nam. Bởi vì miền Nam thì khí hậu nó sẽ mát hơn. Những dòng bò này là dòng bò nhập từ Pháp, là dòng bò ôn đới. Chính vậy là nó không chịu được nắng nóng. Trừ khi đó mình lai với lại những cái dòng khác. Như ở Việt Nam để cho nó phù hợp với cái khí hậu nóng chẳng hạn thì người ta sẽ lai giữa dòng Chao Lai này với lại những cái dòng khác, giả sử như là Brahman hay là những cái dòng giả sử như là Lai Sin hoặc Lai Man gì đó. Thì ra những cái màu thực sự chia sẻ bác là có thể là màu xám cũng có này, rồi màu lâu lâu trắng cũng có này. Đó. Rất nhiều các dòng màu luôn. Thì ở đây thì toàn những cái dòng mà người ta nuôi thuần thôi. Như con cái này thì thực sự để bác là các bác thấy không? Nhìn mông vai chân móng mọi thứ rất là đẹp, rất là to. Tuyệt vời chưa? Đó. Đây các bác có thể thấy là những cái dòng bò ôn đới. Những cái dòng bò ôn đới thì thường thường á lông nó sẽ dày, nó dày hơn so với lại những cái dòng bò mà nhiệt đới. Dòng bò nhiệt đới thì thường thường là lông nó sẽ ngắn hơn và ít hơn. Còn đối với những dòng bò ôn đới thì nó sẽ dày hơn rất là nhiều. Đó. Đang làm phiền với các bác một chút bởi vì là đây là cái khu vực tập trung gọi là hậu trường để bắt đầu vào cái cuộc thi bò. Đó. Rất là đẹp luôn, cực kỳ đẹp. Tuyệt vời chưa? Đây là người ta có một cái đồ trải lông bò rất là tuyệt vời luôn này. Đấy. Đẹp chưa? Những dòng bò này thì nó dành để lấy thịt. Chính vậy là cái tỷ lệ đẻ rồi cái khả năng sinh sản của nó sẽ kém hơn so với những cái dòng bò mà khác ha. Sẽ kém hơn. Và khi đẻ thì các bác có thể thấy là cái mông, cái xương chậu của nó nhỏ hơn so với những cái dòng bò khác. Đó. Thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là khi đẻ là nó sẽ gặp cái trường hợp mà khó đẻ. Và con, những cái con của con này nó như con 3B ấy. Thì thường thường á, chia sẻ bác là con nó rất là to. Con nó to thì đẻ nó rất là khó. Và cái xương chậu của nó hẹp hơn so với những dòng khác. Rất là đẹp, tuyệt vời luôn. Đây các bác thấy. Rất là đẹp luôn. Đấy, mượt, bóng mượt, lông dài hơn. Tuyệt vời chưa? Đây, mình sẽ cho các bác đi ngó qua một vòng ha. Đi vào giữa cái khu vực này luôn. Đây là bước này. Đẹp chưa? Wow, thực sự rất là tuyệt vời luôn.
Đấy, đây là cặp mẹ con các bác nhá, cặp mẹ con này, toàn con cái rồi, toàn bò cái rồi. Các bác đi vào đây thoải mái, không sợ nó đá đâu, bởi vì là bò này đã được huấn luyện rồi. Bò ở Thái thường thường nó rất là thuần. Mình nhập bò Thái về, mình đang nuôi đó, thì nó rất là thuần. Mình thấy thế. Tất cả các dòng bò. Đó. Tuyệt vời chưa bác? Đây là những cái dòng bò mà bò tơ. Chắc được đâu đó rơi tầm hơn một năm tuổi rồi. Bò này tốc độ tăng trọng rồi, tốc độ phát triển của nó rất là cao, và cái tỷ lệ thịt của cái dòng bò chao lai này cũng rất là cao. Tuy nhiên thì thịt nó hơi trắng các bạn. Đây những con bê này chắc cũng vừa tách sữa rồi bác, vừa tách sữa rồi. Ở đây là những con bê cũng vừa tách sữa rồi. Đó, rất rất đẹp luôn. Tuyệt vời chưa ạ? Đấy. Ở đây là con bò nào cũng được có cái giàm rất là đẹp. Vừa rồi mình mua rất nhiều cái giàm này về để mình lắp cho bò nhà mình này. Ấy, hai con tình cảm chưa? Thực sự rất là tuyệt vời luôn các bác. Trời ơi, đúng là bò tuyển cũng khác. Hello, đây là cặp mẹ con này. Hello. Tuyệt vời chưa? Muốn cưng nó không bác? Muốn cưng nó không? À, muốn cưng nó không? À. Nhìn thấy chưa bác? Chao Lai. Lát nữa thì chia sẻ bác mình sẽ review một vòng cái khu vực mà triển lãm bò ở đây. Ở từng khu vực một, để cho các bác ngó được, xem được những cái giống bò, những cái con bò người ta nuôi rất là chất lượng tại Thái Lan này. Và ở đây thì có rất nhiều các khu vực sâu bò, tức là triển lãm bò đó. Thì mỗi công ty đâu đó người ta sẽ mang đến đây rơi tầm khoảng 15 đến 20 con, và rơi vào tầm khoảng 50 công ty, 50 trại sẽ triển lãm tại đây. Thực sự giải bác là nó sẽ rất là đẹp. Ở đây những con này thì đang được tập trung để đi vào thi ở trong này. Đấy, bên kia đang thi này. Thì thôi mình không xem những cái quá trình thi như thế nào các bác nhé. Nó cũng tương tự như là thi những cái dòng giả sở như là Beef Master hay là Brahman thôi. Chủ yếu là cho các bác xem và chiêm ngưỡng những cái con bò giống bò nó rất là chất lượng tại đây ha. Rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời luôn các bác. Đó. Các bác có thể thấy là nước Thái người ta làm, người ta phát triển về cái ngành nông nghiệp, phát triển về cái ngành chăn nuôi bò rất là nhanh. Và thực sự giải bác là người ta chọn lựa con giống rồi thay đổi con giống một cách rất là nhanh, bằng cái công nghệ gen, bằng cái công nghệ mà tinh phân ly, và bằng những cái công nghệ giả sử như cấy phôi chẳng hạn. Người ta nhân đàn sẽ rất là nhanh các bạn. Ấy, giả sử như là Wagyu chẳng hạn, thì người ta sẽ nhập cái phôi từ Nhật về, và sau đó là người ta sẽ cấy vào những con bò tại Thái Lan, và sau đó là sẽ đẻ ra những con bò thuần tại Thái Lan này. Đó. Quá đẹp luôn các bạn. Thật sự luôn.